Hồi mới về làm dâu, má nghe người làm ở trong nhà nói lại gia tộc của mình chịu một lời nguyền rất khủng khiếp. Lan, con gái bạn thân của má ở trên Iblau đến đón con lên đó chơi một chuyến. Bạn gái con hẹn lên sao để con bất ngờ.